Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì 7S hiện tại đang có cái chương trình đó là Tết trao yêu thương. Đó, chúng ta có thể kích vào đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này. Thời điểm Tết là cái thời điểm mà chúng ta có thể mua những cái món quà để tự thưởng cho bản thân sau một năm làm việc vất vả, hoặc chúng ta có thể mua những cái món quà để tặng cho người thân ở bên trong gia đình, ví dụ như là ông bà, bố mẹ, anh chị em, cô dì chú bác chẳng hạn. Đấy. Còn nếu mà bạn nào mà làm doanh nghiệp chẳng hạn, chúng ta cũng có thể mua những cái món đồ công nghệ để làm quà biếu này, quà biếu để tặng cho sếp, tặng cho nhân viên hay là tặng cho đối tác. Đấy, thì ở đây 7S họ cũng đã đưa ra đây rất là nhiều các cái sản phẩm được giảm giá. Ngoài điện thoại ra thì chúng ta sẽ có cả robot hút bụi này, máy lọc không khí này, rồi là tivi, rồi máy tính bảng, loa bluetooth các kiểu luôn. Đấy, thì tất cả thông tin anh em có thể kích vào dưới nhá. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Con Thắng, bạn hỏi là: em muốn mua iPhone nhưng mà iPhone 8 Plus với cả iPhone 10S thì là nên mua loại nào? Mong anh cho em lời khuyên. Đấy, thế thì chúng ta cứ so sánh từng phần một giữa hai cái sản phẩm này thôi, đúng không nào? Đầu tiên là về thiết kế thì mình sẽ lựa chọn iPhone 10S. Thiết kế nhìn sang trọng hơn, mới hơn, viền màn hình mỏng hơn, cầm nắm dễ dàng hơn, thoải mái hơn, đúng không nào? Tiếp tục nữa là về màn hình thì mình cũng sẽ lựa chọn iPhone 10S bởi vì màn hình của nó đẹp hơn. Rõ ràng rồi, màn hình của nó đẹp hơn khá nhiều so với màn hình của iPhone 8 Plus. Về phần hiệu năng thì iPhone 10S cũng tốt hơn iPhone 8 Plus. Về mặt camera thì iPhone 10S cũng ngon hơn iPhone 8 Plus. Còn về pin ý, thì hai sản này nó tương đối là xem với nhau thôi. Nghĩa là thời điểm hiện tại nó đều yếu cả. Đấy, ngày đều phải sạc hai lần. Thế thì rõ ràng là với tất cả những điều đó thì iPhone 10S là hơn hẳn so với cả iPhone 8 Plus rồi. Và nếu mà là mình thì chắc chắn 100% mình sẽ lựa chọn mua iPhone 10S chứ không phải là mua iPhone 8 Plus. Các bạn cứ tưởng tượng như này nhé. Cái iPhone 8 Plus ấy, nó ra mắt cùng năm với cả iPhone 10. Trong khi đó thì iPhone 8 Plus nó lại rẻ hơn iPhone 10 thời điểm đó rất là nhiều. Cũng như là nhiều người người ta sẽ lựa chọn mua iPhone 10 rất là nhiều. Trong khi đó thì cái iPhone 10S này này nó lại còn hơn hẳn iPhone 10 một đời nữa. Nên là không có lý do gì để mình mua iPhone 8 Plus. Đấy. Nếu như cái thời điểm đầu, cái giá mới của hai sản phẩm này nó lệch nhau rất là nhiều, thì cái thời điểm này khi mà cái giá hàng cũ của hai sản phẩm này lệch nhau không nhiều thì theo mình vẫn nên cố lên iPhone 10S, nó sẽ là hợp lý. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hiếu Võ Trần Trọng. Bạn hỏi là: chào anh Dương, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn. Em đang có 7 triệu, muốn mua một chiếc điện thoại làm máy chính. Em khá thích Samsung bởi vì phần mềm ổn định và dễ tương thích. Em đang nghĩ đến S20 Plus bản cũ, bản Snap, nhưng mà không biết là lỗi xác suất màn hình có cao hay không. Và theo anh thì tầm 7 triệu có máy nào ổn hơn hay không, với các nhu cầu đó là màn hình đẹp, pin không cần quá trâu, phải có 120Hz này, không trễ thông báo bởi vì em thường xuyên cần Gmail, Zalo, rồi là phần mềm ổn định. Em đã có máy phụ rồi nên là không cần quá không quá cần máy 2 SIM. Mong trả lời, xin cảm ơn. Rồi, thế thì có bạn thì comment đấy là nên né S20 ra bạn, dễ bị dính lỗi màn hình, thiết kế xấu. Nếu dáng được thì lên S21 FE, còn nếu không thì S20 FE cũng tốt. Đấy, thế thì cá nhân mình ấy, thì mình thấy là như này này. Đầu tiên ấy là mình không biết là S20 Plus hàng cũ như nào, thì những anh em sử dụng cái sản phẩm đó thì có thể comment nhé. Tại vì là lúc mà bọn mình mượn để mà đánh giá, bọn mình chỉ mượn được trong vòng khoảng 1 tuần cho đến 1 tháng là cùng thôi. Đấy, còn nếu mà sử dụng mà để mà nó xảy ra cái hiện tượng bị lỗi màn hình hay là cái gì đó thì phải sử dụng rất là lâu dài. Thì những bạn nào đang sử dụng bây giờ khoảng mấy năm rồi, các bạn cho mình một comment để mình biết. Đấy. Còn hiện tại ở bên trong phòng của mình thì đang có một cái Galaxy S20 Ultra nhé các bạn nhé. Một cái phiên bản Ultra thì vẫn đang dùng rất ổn sau khoảng vài năm sử dụng. Và cái phiên bản Ultra đó bây giờ chỉ tầm hơn 8 triệu thôi. Thì nếu cố lên được thì theo mình là bạn nên cố lên S20 Ultra, đỡ phải lăn tăn, đáp ứng được tất cả các yêu cầu của bạn và tất cả mọi thứ đều hơn so với S20 Plus. Đấy, thì mình nghĩ là S20 Ultra là hợp lý. Còn mình không nghiêng sang S20 FE đâu, bởi vì nói gì nói S20 FE nó không thể bằng S20 Plus được. Đấy, cái phiên bản FE mà gọi là cái phiên bản gọi là con rơi đấy. Các bạn hình dung đúng không ạ? Còn S21 FE thì mình nghĩ là ok. Nhưng mà S21 FE thì chúng ta sẽ cần phải ý là cái màn hình của nó không phải là màn hình lớn. Đấy, nó chỉ ở mức độ vừa đủ thôi. Đấy, thì một là bạn có thể mua cái sản phẩm S21 FE hàng cũ đời gần đây hơn. Hai là bạn có thể mua S20 Ultra.
Đấy, nhưng mà với cá nhân mình thì mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên mua S hay mua Ultra. Còn nếu mà với tầm 7 triệu mà bạn vẫn muốn có đầy đủ nhiều thứ như thế này mà lại là hàng mới tinh thì có lẽ sẽ là Samsung Galaxy A53. Đấy, nó có màn hình được 120Hz, pin thì ở mức độ đủ dùng, 5.000 là đủ dùng rồi. Không trễ thông báo thứ, phần mềm ổn định, hàng mới tinh, có kháng nước, có loa kép các thứ nữa. Đấy thì mình nghĩ là cũng có thể cân nhắc qua cái sản phẩm Galaxy A53 hàng mới tinh. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hi Di Trinh. Bạn hỏi là em đang sử dụng iPhone 10S Max và khoảng 2-3 triệu thì mua máy nào ạ? À? Em học y năm nhất nên là cần dùng lâu dài khoảng 5 năm nữa. Đấy. Thế thì với tầm giá khoảng 23 triệu như thế này thì một là bạn có thể mua một cái iPhone 14 hàng mới tinh. iPhone 14 hàng mới tinh. Hai là bạn có thể mua một cái iPhone 13 Pro Max hàng cũ. Đấy. Thế thì thực ra ấy, là với cá nhân mình thì mình sẽ nghiêng hẳn về chiếc iPhone 13 Pro Max hàng cũ, bởi vì thực ra là cái iPhone 14 nó không khác mấy so với iPhone 13 cả. Đúng không ạ? Chúng ta lựa chọn 13 Pro Max. Thứ nhất là nó cũng mới gần đây thôi. Thứ hai nữa là tất cả mọi thứ của nó đều gần như là toàn diện. Nhưng vấn đề đây là gì? Đấy là cái 13 Pro Max ấy, thì nó sẽ có xác suất xảy ra lỗi màn hình. Thậm chí là bây giờ có một số những nguồn tin cho rằng là các cửa hàng, nhiều cửa hàng thậm chí còn không dám thu mua lại cái sản phẩm iPhone 13 Pro Max nữa cơ. Nên đấy cũng là một vấn đề lăn tăn. Đấy, còn nếu không thì cứ iPhone 14 hàng mới tinh là chúng ta có thể sử dụng được lâu dài. Rồi, nhưng ở đây thì bạn để ý nhá, là bạn đang có một cái iPhone 10S Max thì nếu như bạn bán cái điện thoại này đi, trên thị trường bây giờ giá hàng cũ loanh quanh tầm 7-8 triệu, thì cứ cho như là bạn bán đi, bạn sẽ phải bán rẻ hơn cửa hàng thì mới có người mua mà. Bạn bán ra ngoài tầm khoảng 6-7 triệu đi, mình chỉ ví dụ thế. Thì bạn sẽ còn tầm khoảng 29 đến 30 triệu để mua một cái điện thoại. Thì với cái tầm tiền đó là bạn đã có thể mua được iPhone 14 Pro rồi đấy. Pro Max thì chưa mua được, nhưng bạn có thể mua iPhone 14 Pro được rồi. Và nếu mà là mình ý, thì mình nghĩ là nếu mà bán được cái 10S Max này xong rồi cộng thêm 2-3 triệu bạn đang có thì tốt. Còn nếu mà ở đây là 2-3 triệu mà bạn đang có ở đây là đã bao gồm cả cái tiền bạn bán 10S Max này đi rồi thì sẽ chỉ mua iPhone 14 thôi. Được chưa ạ? Đấy. Thì đấy là cái tư vấn của mình. Còn nếu mà chưa bao gồm thì rõ ràng là cộng thêm cái số tiền chúng ta bán đi thì chúng ta có thể mua được iPhone 14 Pro rồi, dùng 5 năm thoải mái luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Bùi Văn Diễn. Bạn hỏi là nhu cầu làm việc Excel nguốt, xem YouTube, phim, chụp ảnh, không chơi game thì giữa hai máy S22 Ultra và 13 Pro Max con nào ngon hơn, dùng ổn định 4 đến 5 năm, iPhone 13 Pro thì có đáp ứng đủ nhu cầu trên hay không, mong được tư vấn, cảm ơn anh Dương nhiều. Rồi, thế thì với cái nhu cầu này các bạn ấy thì mình nói thật luôn nhé, cái chia sẻ thật, mặc riêng về Word này, Excel này của Microsoft nhé, cộng thêm nữa này Google trang tính, Google biểu mẫu, Google tài liệu các thứ, iPhone 13 Pro Max tốt hơn hẳn so với cả S22 Ultra. Cái nói luôn là tốt hơn hẳn. Bởi vì như mình làm tài chính ấy, thì có những cái file Word Excel với cả đặc biệt những file Excel nhé, với cả cái Google trang tính ấy, có những file nó siêu nặng luôn, nó nặng vô cùng luôn. Thì có một lần mình sử dụng ở trên cái S22 Ultra, mình chỉ việc zoom nó thôi nhé, nó còn bị giật lag cơ. Các bạn hình dung được không ạ? Trong khi đó nhá, 11 Pro Max nó không lag, chưa nói gì đến 13 Pro Max. Đấy, đấy cũng sẽ là một cái vấn đề. Excel với cả mình không hiểu tại sao những cái mà phục vụ cho cái tác vụ văn phòng như này, iPhone nó tối ưu, nó lại khủng khiếp, nó tốt như thế. Cái này là sự thật. Chúng ta phải công nhận cái điều đó. Đấy, nên là đấy là yếu tố thứ nhất này. Nhưng mà xem YouTube ấy thì là nếu bạn thích một cái màn hình nó nịnh mắt hơn, độ chi tiết cao hơn với những cái nội dung bạn xem video 4K nhé, thì S22 Ultra sẽ có phần nhỉnh hơn. Xem YouTube hay là xem phim cái thứ nữa. Đấy. Chụp ảnh thì nói thật là nếu mà chỉ chụp ảnh không ấy, thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn S22 Ultra. S22 Ultra chụp ảnh ngon hơn đấy. Nhưng mà mình sẽ đánh giá 13 Pro Max tốt hơn ở cái chỗ là nó quay video ngon hơn, nó thu âm tốt hơn. Còn bạn không chơi game thì ok, bỏ qua cái điều này. Nhưng nếu bạn chơi game thì sẽ là 13 Pro Max. Đấy. Nhưng mà nếu mà để đáp ứng được các cái yêu cầu này của bạn ấy thì theo mình là nên mua 13 Pro Max. Bởi vì sao? Bởi vì là mặc dù cái về vấn đề là độ phân giải màn hình nó không cao bằng S22 Ultra, nhưng màn hình của 13 Pro Max vẫn là một màn hình quá đẹp rồi. Đấy. Trong khi đó nó sẽ giải quyết cả vấn đề về
Word, Excel, Google tài liệu, các thứ Google trang tính. Còn tất nhiên nhá, với cái việc là những cái file Word, Excel của bạn mà nó chỉ đơn giản, nó nhẹ nhàng, không quá nặng thì S2 Ultra đáp ứng được. Chứ mà là không, lại bảo là ui dồi ôi, ông Dượng nói là S2 Ultra Word, Excel lag và giật thì cũng là chết. Bạn nào mà thích thì mình cho xem. À thôi, cái là tài liệu bí mật. Nhưng mà đại loại là các bạn cứ thử sử dụng đi. Bạn nào mà làm tài chính thì bạn cứ thử mà xem. Là chúng ta sẽ thấy cái điều đó rất là dễ thôi. Nó sẽ bị khựng lắc những cái phần mà đặc biệt là những lúc mà chúng ta zoom lên ấy. Ok. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn. Móc diệt thủy quái. Bạn hỏi là anh nghĩ sao về việc Apple tạo kênh YouTube Apple Việt Nam? Mình nghĩ là đây sẽ là một trong những động thái mà giúp cho Apple tiến tới Việt Nam gần hơn. Đấy. Thì tất nhiên sẽ là một niềm vui rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là trong tương lai có thể chúng ta sẽ có Apple chính hãng ở Việt Nam. Bây giờ mới chỉ là các đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam ấy nhá. Chứ chưa có Apple Store hay chưa có bất kỳ một cái đại diện chính hãng nào của Apple tại Việt Nam cả. Đúng nào? Đấy, nên là nếu mà Apple có cái động thái này thì rõ ràng là tốt. Bởi vì là thị trường Việt Nam mà là thị trường 100 triệu dân cơ mà, đúng nào? Đấy. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải chú ý đấy là khi Apple về chính hãng Việt Nam ấy thì gần như là hàng sách tay sẽ rất khó sống. Đấy. Hàng lóc là gần như là sẽ bị loại bỏ. Đấy. Khó, nghĩa là họ sẽ làm rất nhiều cách để mà chúng ta sẽ rất khó có thể tiếp cận được. Đấy. Tất nhiên mình không nói là không mua được, vẫn có thể mua được, nhưng vấn đề ở đây là gì? Đấy là khi mà họ đã về rồi, rồi là giá cả các thứ nó sẽ tốt thì lúc đấy tự người dùng sẽ không mua những cái hàng sách tay hay hàng lóc. Đấy, tiếp tục nữa là cái kênh YouTube Apple Việt Nam ấy thì mình thấy là đúng, mở ra là cũng là một cái tín hiệu vui để họ có thể làm quảng cáo tại Việt Nam. Đấy, làm quảng cáo ở Việt Nam rồi là có thể là những reviewer như bọn mình sẽ là gọi là danh chính ngôn thuận đi, là có được nguồn tài chính từ hãng chẳng hạn, thay vì việc là nhận tiền từ cửa hàng thì bây giờ lại có thêm hãng nữa thì cũng ok. Vì các bạn biết đấy, ở Việt Nam là Apple mình nghĩ là chưa tài trợ cho bất kỳ ai đâu. Đấy. Còn các diễn viên ở Việt Nam nhé, mà sử dụng điện thoại iPhone mà cầm lên ở trong các cái trong cái bộ phim mà bạn xem ở trên truyền hình ý, là cầm miễn phí đấy, chứ Apple không cho một xu nào đâu. Bạn thấy không ạ? Đấy. Thì nếu Apple về đây thì chắc chắn là những cái đó là có thể là họ sẽ cho tí tiền. Đấy, kìa, được chưa? Ok. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.